Đàn ông vô bếp hả? Nói chung thì vô bếp cũng được mà không vô bếp cũng được. Mình làm một cái gì đó mà thoải mái cho cả hai vợ chồng á thì nên làm. Mình nghĩ là thỉnh thoảng mình vô bếp mình phụ vợ hoặc là mình làm cho vợ bất ngờ thì cũng hay. Nhưng mà đàn ông cứ suốt ngày lui cui trong bếp hoài quá anh thấy cũng không ổn lắm. Đàn ông phải đi ra ngoài làm việc, làm này làm kia. Còn bếp núc thì thỉnh thoảng làm cho có hương vị cũng được. Tóm gọn lại câu trả lời của ổng là ổng không có vô bếp với mọi người. Trả lời gì mình đến nước đôi. Thỉnh thoảng cũng làm, nhưng mà kiểu như làm có hương vị thôi, hiểu không? Làm cho vợ vui, làm mà miễn sao hai chồng thoải mái chứ ép quá đâu có được. Cô Thúy này cũng thích cái gì đó mà hài hước, nên hơi dị dị chút cũng được. Bon không điểm. Xài quá xài, em biết thích gì không? Thích gì? Em thích coi mấy cái show deep ở trên TikTok á. Vậy hả? Nhạc buồn buồn này nọ xong rồi. Trong cuộc sống này, nếu như bạn làm tốt một việc gì trên mức mong đợi thì tự nhiên cơ hội nó sẽ tới. À, đó mấy cái show deep vậy á, mình mấy thích cái lắm mọi clip người. Mà có nhạc hay rồi có đạo lý ở trong đó hả? Đúng rồi, gọi là trend đạo lý. Anh Thịnh thích xem những cái bạn cầu thủ bóng đá mà anh yêu thích trong những cái đội banh mà anh yêu thích. Hay dữ ta. Thiệt luôn á, anh hay coi lại những cái cầu thủ mà mình yêu thích á, coi lại những cái pha bóng gọi là đặc trưng của họ ở trong cái lịch sử của họ, mê mẩn luôn á. Anh thích coi những rồi cái pha bóng. Anh Thịnh còn thích xem những cái review phim ngắn ngắn. Không phải là xem review mà anh xem lại những cái đoạn phim hay á, thường người ta trích ra khoảng 1 phút 2 phút gì đó, coi lại một cái đoạn hay. Bởi vì có phụ đề tiếng Anh rồi đó, anh đang học tiếng Anh nên anh thích mà mình diễn lại bằng tiếng Anh những cái đoạn đó để học luôn. Rồi anh Thịnh còn thích xem những cái clip hài vui ở trên TikTok. Thực ra xem hài thì anh coi không nhiều đó, mà đặc biệt khi nào mà clip nó cực kỳ vui, cực kỳ hóm thì anh mới xem. Cho nên là nếu như mà ai cần Thanh Thúy tư vấn cách làm sao để biết chồng thích gì thì liên hệ với Thúy nha. Nếu như mà TikTok có một cái chính sách rõ ràng về mặt gọi là kiểm soát về nội dung á, mà chỉ có nội dung sạch được phát trên TikTok thì quá hay. Nhưng mà điều đó cũng khó lắm, với lại á, nó liên quan tới chuyện bản thân của mình nhiều hơn. Khi mà mình muốn xem thì cho dù có cái như là quy định độ tuổi này nọ thì bé vẫn có cách để mà xem những cái nó không phù hợp à. Thật sự quan trọng hơn là mà bản thân vợ chồng mình phải ý thức được việc giáo dục con cái để chọn lựa những nội dung trên các nền tảng. Cái đó mới là cái điều chính.